Sáng ngày 30 tháng 5, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo đại diện một số sở ban ngành của tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 tại một số hội đồng thi trên địa bàn thị xã Đông Triều. Cùng đi kiểm tra với đoàn về phía lãnh đạo thị xã Đông Triều có đồng chí Phạm Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, đồng chí Nguyễn Khắc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại hai hội đồng coi thi đặt tại trường Trung học phổ thông Lê Chân và trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, đồng chí Phạm Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đã báo cáo công tác phối hợp, hỗ trợ và đảm bảo các điều kiện tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 trên địa bàn. Đến nay, thị xã Đông Triều đã thực hiện xong việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho toàn thể các thí sinh, cán bộ, giáo viên và lực lượng làm nhiệm vụ kỳ thi. Tại các hội đồng coi thi trên địa bàn thị xã đều đã chủ động chuẩn bị chu đáo các điều kiện sẵn sàng phục vụ cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Đồng thời, thị xã Đông Triều cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện tốt công tác khai báo y tế, tuyên truyền tới các bậc phụ huynh và các em thí sinh thực hiện nghiêm túc về các quy định phòng chống dịch. Chỉ đạo các địa phương có phương án bố trí phương tiện để hỗ trợ đưa đón đảm bảo an toàn cho thí sinh mà nhà ở xa hội đồng coi thi từ 5 đến 7 km. Qua nghe các đơn vị địa phương báo cáo và kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhấn mạnh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông có ý nghĩa rất quan trọng. Bên cạnh những kết quả đã triển khai thực hiện, ngành giáo dục và đào tạo, các cơ quan đơn vị có liên quan và địa phương cần tiếp tục bám sát, chủ động tập trung rà soát, thực hiện nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên, trong đó cần phải xác định tổ chức kỳ thi là vì học sinh, trong mọi điều kiện hoàn cảnh phải đặt quyền lợi của thí sinh lên trên hết để lựa chọn phương án giải quyết vấn đề. Tạo cho các em thí sinh có được tâm lý điều kiện tốt nhất để phát huy hết năng lực bản thân khi làm bài thi, tiếp tục rà soát bám sát chức năng nhiệm vụ để chuẩn bị chu đáo và đồng bộ về các điều kiện huy động tối đa về lực lượng y tế và công an để tham gia hỗ trợ, có các phương án thực hiện quy trình tổ chức thi theo đúng quy chế thi gắn với đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và phòng chống dịch bệnh COVID-19, đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn đến thí sinh, phụ huynh thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch COVID-19, quán triệt giám sát chặt chẽ về tinh thần trách nhiệm kỷ luật của mỗi cán bộ giáo viên nhân viên trong quá trình tham gia làm nhiệm vụ. Để kỳ thi tuyển sinh trên địa bàn diễn ra đảm bảo tuyệt đối an toàn, hiệu quả và đúng quy chế.